Xin chào mọi người, mình là Rusicat đây. Bạn có biết trên thế giới hiện nay có hơn 50 giống mèo khác nhau? Với con số hiện tại có thể sẽ khiến cho bạn có đôi chút hoang mang khi lựa chọn cho mình một giống mèo phù hợp nhất để nuôi. Vậy hãy để Rusicat gợi ý giúp bạn 8 giống mèo được nuôi phổ biến nhất hiện nay nhé. 1. Mèo Anh lông ngắn. Mèo Anh lông ngắn là một giống mèo có kích thước từ trung bình đến lớn, với bộ lông ngắn và dày, đầu và mặt tròn, đặc biệt khiến cho nó trông giống một con gấu bông khá là đáng yêu. Mèo Anh lông ngắn rất là ngọt ngào và tình cảm, nhưng chúng không quá bám dính lấy chủ nhân. Mèo Anh lông ngắn có nguồn gốc từ Vương quốc Anh. Giống mèo này rất đa dạng về màu sắc như màu golden, màu silver, màu quế, màu xám, các màu như bicolor, tricolor, vân vân. Khi trưởng thành, chúng nặng từ 5 đến 9 cân, trông khá múc míp, béo tròn đáng yêu. Mèo Anh lông ngắn được ưa chuộng hiện nay không chỉ vẻ ngoài đáng yêu, tính cách dễ mến và việc chăm sóc chúng vô cùng đơn giản. Các bé có bộ lông ngắn rất dễ dàng trải chuốt và chúng cũng rất dễ ăn, hầu như chúng ăn hết mọi thứ. Tuổi thọ của các bé từ 12 đến 16 năm nên là một khoảng thời gian rất là dài. Mèo Anh lông ngắn là giống mèo khỏe mạnh, chúng ít bị ảnh hưởng với các bệnh di truyền. Trong số các bệnh di truyền, bạn cần chú ý đến bệnh tim của chúng. Nhìn chung, bất cứ ai cũng có thể bị mắc bệnh, kể cả mèo hay là người, do đó các bé cũng cần được thăm khám đều đặn để kịp thời phát hiện ra bệnh tật nhé. Đứng thứ hai trong danh sách những giống mèo được ưa chuộng nhất hiện nay chính là mèo tai cụp. Mèo tai cụp có đặc điểm nhận dạng đó chính là đôi tai gập xuống của chúng. Đặc điểm cụp tai này bắt nguồn từ một con mèo tại Scotland mang gen đột biến, đã trở thành cơ sở cho giống mèo này hình thành và phát triển. Mèo tai cụp có vẻ ngoài rất đáng yêu và trông giống như một con cú mèo. Các bé khi trưởng thành có thể nặng từ 5 đến 9 cân và màu lông thường là màu nâu, màu xám xanh, màu đen, màu red hay màu kem màu trắng. Số ít sẽ có màu golden hoặc màu silver. Những chú mèo này cũng có tuổi thọ khá lâu, có thể sống đến 14 năm hoặc hơn khi được chăm sóc trong điều kiện phù hợp. Mèo tai cụp rất thân thiện và hòa đồng, chúng thích nghi tốt với các hộ gia đình có nhiều vật nuôi và trẻ nhỏ. Bé Miu với tính cách rất dễ mến, không cần vận động quá nhiều bởi vì chúng cũng khá lười. Chăm sóc mèo tai cụp không hề khó. Điều bạn cần chú ý chính là chiếc tai cụp của chúng. Bạn nên kiểm tra tai và vệ sinh tai cho chúng hàng tuần để phát hiện ra bọ chét hay ký sinh lỡ đi lạc vào đó. Nhìn chung, mèo tai cụp là giống mèo khỏe mạnh. Chúng cũng có những chứng bệnh cần chú ý như loạn sản xương, bệnh cơ tim, bệnh thận đa nang. Mèo tai cụp không hề kén ăn và chúng có xu hướng ăn nhiều, dễ dẫn đến béo phì. Do đó, bạn nên cho chúng ăn đúng đủ khẩu phần ăn nhé. Thứ ba đó chính là mèo chân ngắn, hay còn gọi là mèo munchkin. Những chú mèo này có chân ngắn hơn bình thường do đột biến tự nhiên. Mặc dù chúng đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng munchkin chỉ được Hiệp hội Mèo Quốc tế chấp nhận là một giống mèo riêng biệt vào năm 2003. Sau khi được công nhận, chúng đã thể hiện được sức hút của mình và trở nên phổ biến như hiện nay. Mèo munchkin khi trưởng thành có cân nặng từ 3 đến 5 cân. Chúng có thể có bộ lông ngắn, dài hoặc lửng. Màu lông mèo munchkin là sự kết hợp của bất cứ màu sắc nào, nghĩa là chúng có 4 chân ngắn. Các bé mèo chân ngắn có tuổi thọ khá lớn, từ 12 đến 15 năm. Chúng cực kỳ tình cảm, thân thiện với vật nuôi khác, vui tươi và cực kỳ thích vận động cho dù có đôi chân ngắn. Mèo munchkin đôi khi được đánh giá như một chú trốn thích chạy nhảy, hay giống loài thỏ khi đứng bằng hai chân sau. Để tạo ra mèo munchkin thì bạn không được lai hai bé mèo chân ngắn với nhau đâu nhé, mà cần có sự kết hợp giữa một chân ngắn và một chân dài. Mèo munchkin rất giàu năng lượng và khá khỏe mạnh. Bạn chỉ cần lưu ý một số bệnh đối với mèo munchkin như bệnh cường giáp, viêm tụy, rối loạn thận, bệnh đường tiết niệu. Mèo munchkin cũng được ăn chế độ như bất cứ bé mèo nào khác. Đứng thứ tư trong danh sách những giống mèo được nuôi phổ biến nhất hiện nay đó chính là mèo Bengal. Mèo Bengal là giống mèo có vẻ ngoài hoang dã. Chúng có nguồn gốc từ mèo báo châu Á và mèo nhà. Với vẻ ngoài ấn tượng, chúng ngày càng được nuôi phổ biến hơn. Khi trưởng thành, mèo Bengal có thể nặng từ 5 đến 9 cân. Mèo Bengal có các màu chủ yếu như màu brown, màu silver và màu snow. Chăm sóc mèo Bengal cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần chải lông cho chúng hàng ngày như những bé mèo khác, vệ sinh sạch sẽ và tắm rửa đều đặn. Nhưng bé mèo Bengal cực kỳ thích chạy nhảy, năng động và giàu năng lượng. Bé sẽ cần được giao tiếp nhiều hơn, tương tác nhiều hơn. Do đó, nếu bạn quá bận rộn thì mèo Bengal sẽ không phải là lựa chọn phù hợp cho bạn. Những bệnh mà bạn cần chú ý khi nuôi mèo Bengal là rối loạn nhiễm sắc thể thường, bệnh Enterobion, bệnh viêm phúc mạc, truyền nhiễm ở mèo. Bạn sẽ không thể cầm lòng được trước vẻ ngoài siêu ấn tượng, vừa sang chảnh vừa hoang dã nhưng tính cách lại rất dễ mến, đáng yêu của mèo Bengal. Đứng thứ 5 trong danh sách này chính là mèo Anh lông dài. Mèo Anh lông dài là giống mèo có nguồn gốc từ việc lai tạo giữa mèo Anh lông ngắn và mèo Ba Tư và Angora Thổ Nhĩ Kỳ lông dài ở Anh vào thế kỷ 20. Những bé mèo này sở hữu bộ lông dài quý tộc cực phẩm sẽ khiến bao con sen mê mệt. Đương nhiên thì bộ lông của bé sẽ cần được chải lông ít nhất 2 lần trên tuần. Mèo Anh lông dài rất tình cảm, không quá năng động, do đó sẽ dễ bị béo phì. Mèo Anh lông dài cũng rất khỏe mạnh. Tuy nhiên, bạn vẫn nên chú ý đến bệnh thận đa nang ở mèo nhé. Mèo Anh lông dài có tuổi thọ từ 15 năm đến 17 năm.
Nếu bạn yêu thích vẻ đẹp quý tộc, vương giả và các bé mèo có tính cách nhẹ nhàng, dễ thương và đơn giản là bạn chăm chỉ một chút thì anh lông dài là lựa chọn dành cho bạn đó. Đứng thứ 6 là mèo Maine Coon. Mèo Maine Coon hay còn gọi là mèo Mỹ lông dài, chúng là giống mèo được cho là có nguồn gốc từ Mỹ vào năm 1800. Chúng là giống mèo có kích thước đồ sộ, được xếp vào một trong những giống mèo có kích thước khổng lồ nhất thế giới. Trưởng thành các bé có thể nặng đến 11 cân. Bé mèo nổi bật với ngoại hình như một chú sư tử, với chiếc tai to, mép dài, rộng và chân to có bờm. Tuy vẻ ngoài có phần dữ dằn và hơi chảnh ngầu, nhưng mèo Maine Coon lại rất hiền lành, quấn chủ và dễ dàng hòa hợp với những vật nuôi khác. Mèo Maine Coon có màu lông khá đa dạng như một màu, màu nước, hai màu bicolor, tricolor hay màu khói. Mèo Maine Coon rất thông minh, chúng đáng yêu như anh bạn khổng lồ tốt bụng. Bé mèo rất được khuyến khích nuôi trong các gia đình có trẻ nhỏ. Chính vì thế, mèo Maine Coon ngày càng được nuôi phổ biến hơn. Chăm sóc mèo Maine Coon không hề khó bởi vì chúng không hề kén ăn. Bạn chỉ cần bỏ chút thời gian để chăm sóc lông cho chúng mà thôi. Về sức khỏe thì mèo Maine Coon vẫn là một giống mèo khỏe mạnh. Nhưng dù là giống mèo nào, bạn vẫn nên đưa chúng đi khám sức khỏe thường xuyên nhé. Và hãy chú ý đến bệnh loạn xạ xương hông ở mèo Maine Coon nha. Bé mèo Maine Coon rất tình cảm và thích được ở bên cạnh chủ nhân. Chúng sẽ không làm phiền bạn đâu, chỉ đơn giản là bên cạnh bạn như một người bạn đồng hành. Do đó, nếu bạn quá bận rộn và nhiều ngày không thể chăm sóc bé, hoặc nếu không có ai chăm thay thì bạn không nên nuôi mèo Maine Coon vì chúng sẽ rất buồn. Đứng thứ 7 trong danh sách những giống mèo được nuôi phổ biến nhất hiện nay chính là mèo Ragdoll. Mèo Ragdoll là một trong những giống mèo khổng lồ hiện nay. Chúng rất tình cảm, đáng yêu và xinh xắn như búp bê. Các bé mèo thích giao tiếp xã hội, rất phù hợp với những ngôi nhà có nhiều người và nhiều vật nuôi. Mèo Ragdoll khi trưởng thành có thể nặng đến 10 cân. Ở chúng nổi bật chính là đôi mắt màu xanh dương hút hồn. Mèo Ragdoll với tính cách xã giao, sẵn sàng làm bạn với bất cứ ai. Tính cách của chúng khá giống với một chú cún bởi rất niềm nở, chào đón bạn khi bạn đi làm về. Các bé mèo này không cần được vận động quá nhiều. Tuy là lông dài nhưng bạn không cần quá mất thời gian để chăm sóc cho chúng đâu. Bởi vì lông chúng rất là mềm mịn, mượt và không có lông tơ. Với vẻ ngoài sang chảnh và tính cách đáng yêu, dễ gần chắc chắn sẽ khiến bạn không thể không mê bé mèo Ragdoll này. Về sức khỏe, bạn chỉ cần chú ý đến mèo Ragdoll có thể gặp một số bệnh như sỏi bàng quang, cơ tim phì đại. Còn lại thì các bé vẫn rất khỏe mạnh. Đứng cuối cùng trong danh sách những giống mèo được nuôi phổ biến nhất hiện nay đó chính là mèo không lông. Mèo không lông hay còn được gọi là mèo Sphinx hay mèo Ai Cập. Chúng có vẻ ngoài khá vương giả, giống như tượng nhân sư Ai Cập. Chúng không thích chạy nhảy ngoài trời để sưởi ấm. Các bé thích trở thành những người bạn được âu yếm và thích được sưởi ấm hơn. Những bé này khi trưởng thành sẽ nặng từ 4 đến 6 cân, các bé có tuổi thọ từ 10 đến 14 năm. Mèo Sphinx rất thân thiện và tình cảm. Bạn sẽ thấy chúng đáng yêu và khác xa so với vẻ bề ngoài có phần nghiêm nghị. Chúng cực kỳ vui tươi và có năng lượng cao. Mèo Ai Cập rất phù hợp với những bạn nào muốn nuôi mèo mà e ngại vấn đề rụng lông. Chăm sóc mèo Sphinx cũng không hề khó khăn gì. Bạn chỉ cần cho chúng ăn uống phù hợp, chăm sóc da cho các bé, lau khô người khi chúng ra mồ hôi vào mùa hè và giữ ấm vào mùa đông. Do mèo Sphinx không có lông nên da chúng sẽ nhạy cảm hơn một chút. Thực tế thì không phải là chúng hoàn toàn không phải là không có lông mà sẽ có một lớp lông tơ. Nhưng lớp lông này cũng mỏng manh và dễ vỡ lắm. Mèo Sphinx là một giống mèo khỏe mạnh, bạn chỉ cần chú ý hơn các bệnh như cơ tim phì đại, bệnh nha chu, bệnh di truyền ở mèo. Trên đây là 8 giống mèo được nuôi phổ biến nhất hiện nay. Bạn yêu thích giống mèo nào nhất hay đang sở hữu bé mèo nào? Hãy cùng chia sẻ với RussiCat nhé! Nếu bạn chưa có bé mèo nào phù hợp, hãy liên hệ RussiCat theo hotline 0787 175 447 để được hỗ trợ tư vấn nhé!